Thiên Chúa, ngôi nhà nơi bà xuất phát. Chúng ta hôm nay lễ thánh Phêrô Phaolô lễ trọn. Tôi cử hành lễ thánh Phêrô Phaolô bởi vì có nhiều người ở đây không thể tham dự được. Và anh chị em biết thánh Phaolô trong đồ dân ngoại thì thánh Phêrô để giữ chìa khóa nước trời nữa, nên chắc chắn là chúng ta cùng đợi Ngài thì Ngài mở cửa nước trời và rồi mà cụ chúng ta được vào. Trong chương trình thánh lễ chúng ta cũng thành tâm phản hồi, bởi vì cũng như Phêrô, cũng như Phaolô, lắm lúc chúng ta ngả ngửa trên đường đời. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phán tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều kia xóm. Lôi tai tôi, lôi tai tôi, lôi tai tôi mỗi ngày. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng chính, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta. Xin Chúa thương xót chúng tôi. Xin Chúa thương xót chúng tôi. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con ngợi lạy Chúa, chúng con
chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con được vui mừng hoan hỷ nhân ngày đại lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Chính nhờ các ngài, hội thánh đã bắt đầu đón nhận đức tin. Xin cho hội thánh cùng luôn trung thành quân dư lời các ngài giảng dạy. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa thánh thần nên muôn thuở muôn đời. Người kiến đầu ông Gia-u-bê là anh ông Gio-an, ấy việc đó là vừa lòng người Gio-an. Nhà vua lại cho cả ông Phê-rô nữa. Bây giờ đang là tuần lễ bánh không men. Bắt được rồi, nhà vua truyền tống mục và giao cho bốn tốt lính canh gác. Mỗi tốt gồm bốn người. Đừng sau lễ vượt qua sẽ điều ông ra cho dân chúng. Đang khi ông Phêrô bị giam giữ như thế, thì một thánh không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện thần thiết cho ông. Trong đêm trước này bị vua Hê-rô-đê đem ra xử, ông Phêrô bị giữa hai miệng và bị khóa vào hai cái xiềng. Trước cổ một lại có lưỡi được cả phòng giam. Thiên sứ đập vào cạnh sườn ông Phêrô, cắn giúp ông và bảo: đứng dậy mau đi. Xiềng xích liền tuột khỏi tay ông. Thiên sứ nói tiếp: thắt lưng lại và xỏ dép vào. Ông làm như vậy. Rồi thiên sứ lại bảo ông: khoác áo choàng vào và đi theo tôi. Ông liền lao đi và không biết việc thiên sứ làm đó có thật hay không. Cứ tưởng là mình thấy một thị kiến. Qua vọng căn thứ nhất, rồi vọng căn thứ hai, thiên sứ và ông tới trước cửa sắt thông ra phố. Cửa tự động mở ra trước mặt hai người, ra đến ngoài. Đi hết một đường phố, thì bỗng nhiên thiên sứ bỏ ông mà đi. Lúc ấy, ông Phêrô mới hoàn hồn và nói: bây giờ tôi biết thực sự Chúa đã sai thiên sứ của người đến, là người đã cứu tôi thoát khỏi tay vua Hê-rô-đê và khỏi mọi điều dân Do Thái mong muốn tôi phải chịu. Đó là lời Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đầy dư bao thiên hạ, hạnh phúc gần trái tim nương tựa nơi ngàn tay Chúa cứu ai khỏi đau trên đời, hòa ngàn lời lời ca cùng nhau tán dương. Phần tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế. Đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị thẩm phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong ngày ấy. Và không phải chỉ cho tôi, cho nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi người xuất hiện. Mọi người đã bỏ mặc tôi, nhưng có Chúa đứng bên cạnh. Người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành và tất cả các dân ngoại được nghe biết tin mừng. Và tôi đã thoát khỏi năm cốt sư tử. Người sẽ còn cho tôi thoát khỏi mọi hành vi hiểm độc, sẽ cứu và đưa tôi vào vương quốc của người ở trên trời. Chúc tụng người vinh hiển đến muôn thuở muôn đời. Đó là lời Chúa. Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm khi Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giặt, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa thằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy Đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy xây hội thánh của thầy, và quyền lực từ thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thì thưa anh chị em, ít khi mà có một thánh lễ tài ra mà có đông người như thế này. Tại sao vậy? Có những con người ra đi, chúng ta từ nói với nhau, mình phải đến đó để cầu nguyện, mình phải đến đó để gặp một lần cuối, bởi vì người đó đã chạm vào trái tim của chúng ta. Tôi đang đi thuyết giảng ở miền Bắc,
nhưng nghe dì Dung bảo và rồi thì lấy mẹ đi bay về ngay lập tức. Bởi vì mình nói mình phải gặp vợ cũ, rất là lùng lắm. Có những cái người ra đi thực sự chạm vào trái tim ta, và trong hành trình sống của họ chạm vào trái tim ta. Và hôm nay lễ thánh Phêrô Phaolô tông đồ, chúng ta suy nghĩ về hai vị thánh và chúng ta xem bậc cụ sống theo cái gương hai vị như thế nào. Anh chị em biết trong cái bài tin mừng Chúa nói Phêrô, con là đá, trên đá này thầy xây giáo hội của thầy và cửa địa ngục sẽ không thắng nổi. Khi Phêrô tuyên xưng đức tin, có nghĩa là chất liệu là bằng đức tin. Điểm thứ hai, cái chất liệu của đá đó là đức cải. Khi Phêrô nói con yêu mến thầy đá đó, mà chất liệu bằng đức tin và đức cải, thưa anh chị em, không có thế lực nào có thể thắng nổi cả. Giáo hội Chúa 2000 năm nay, anh chị em kinh nghiệm, nếu anh chị em đi sang Roma đó, mà có dịp đi hình hương thì đi giữa những cái hang toài đào người ông. Từ năm 75 chẳng hạn, anh chị em thấy khi ở Sài Gòn người ta khó tồn tại thì người ta lại lên vùng công nguyên, và rồi những sự mới, những địa phần mới lại tiếp tục mọc phát triển. Và bà cụ có thể cảm nghiệm được rõ hơn nữa, khi con cái mình chạy sân Mỹ, sân Pháp thì những người Việt Nam của chúng ta lại làm những cái sứ đạo mới tuyệt vời, có nhiều ơn gọi. Anh chị em sang Pháp hay là sang Mỹ, sang các quốc gia trên thế giới, những cái cộng đoàn của Việt Nam chúng ta lại trở thành những cái điểm tựa cho giáo hội địa phương. Chúa luôn có cách của Ngài, bách thai chỗ này đi chỗ khác và phát triển. Đó cho nên là trên cái tảng đá đức tin và trên cái tảng đá đức cải không ai dẹp được. Anh chị em nhớ Chúa cho Adam ngủ đúng không? Rồi lấy xương sườn và tạo những cái phụ nữ à, đó. Các cái nhà tân học nói là tại sao lại không có lấy xương đầu mà tạo dựng, mà lấy xương sườn? Tại vì lấy xương đầu thì sợ phụ nữ là cười đầu trên đầu đến đâu. Tại sao không lấy xương chân? Bởi vì lấy xương chân sợ các bà đạp chân đến đâu. Mà xương sườn á lửa dừa, cho nên phụ nữ bằng đến đâu, bằng ngang bình đẳng. Mà xương sườn là bảo vệ những cái chỗ thiết yếu, những cái chỗ quan trọng, cho nên người đàn ông có nhiệm vụ bảo vệ phụ nữ đó. À, có những cái ý nghĩa như thế, nên từ thiên sứ rơ vào xương sườn, nhớ là chúng ta nguồn gốc của con người, Chúa lấy một cái xương sườn biểu tượng tạo nên một người nữ, từ đó có một cái nhân loại được sinh ra. Và lâu lâu tôi đến đây tôi gặp chị Dung, cái gì Chúa, cái gì Chúa, nói cái gì Chúa. Trai con đi hát ca đoàn đấy, mà tôi cũng phục bà có thể đẻ ra những cái người con mà chỉ biết là nhắm một cái mục đích duy nhất là chăm sóc mẹ và chăm sóc mấy đứa cháu. Tôi nghĩ còn hơn cả những người đi tu như chúng tôi, nhắm hai mục đích: chăm sóc mẹ già và chăm sóc những người cháu. Bà phải như thế nào cái sinh được những cái người con như thế đó, chị em tưởng tượng được. Còn bà cụ đó, cái này ta nói về tảng đá đức tin. Khi nào tới đến đây đó, hoặc là thấy lần hạt, còn cái giàu sau này anh nghe chị em có thể tưởng tượng, có cái người nào mà xem lễ nhiều bằng bài hết đó. Có cái đức giám mục nào, có đức cha nào, có ông cha nào, ba biết hết. Khi nào đến thăm thì bà cũng còn xem lễ, và hình như cái màn hình tivi của bà là xem lễ cả ngày, hết lễ này thì đến lễ khác, về không làm cái gì khác. Bà rao giảng tin mừng dạy con cái được như thế, và tôi tin chắc rằng những người ở gần bà có thể cùng cảm nghiệm. Và cuối đời anh chị em biết không, đòi về Việt Nam cho được, bên Mỹ hạnh phúc lắm, sướng lắm, bên Tây con cái mỏi ở lại, không, về đây. Rồi tại sao về? Cha ơi, thỉnh thoảng đi lễ được, lý do duy nhất. Vậy em có thể tưởng được chỉ có một lý do: cha ơi, thỉnh thoảng con đi lễ được. Bởi ở bên đó con cái nó bận, nó không đưa đi lễ được hằng ngày. Đơn giản Chúa, thưa anh chị em,
Chúa là cái chốn bà đi ra, Chúa là cái chốn bà trở về. Người Việt Nam mình hay lắm. Việt Nam mình bao giờ nói người chết khóc. Người Việt Nam mình nói bà vừa quá của đời. Tại sao qua đời là đi? Từ đời này đi qua đời khác. Chúa sinh thầy, bà vừa sinh thầy, có nghĩa là thì tử là thì sinh. Tuyệt vời không? Sinh ra cho thế giới bên kia. Bà vừa được gọi về từ nhà thân yêu này. Nhà Chúa trao ban cho bà có một gia đình. Bà đã dạy con cái đọc kinh, dạy con cái đi lễ, dạy con cái sống làm người. Hôm nay Chúa mời bà về một căn nhà khác, căn nhà của Thiên Chúa. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện. Thỉnh thoảng chúng ta hướng về trời, nói rằng mẹ ơi giúp con vợ. Thỉnh thoảng nói rằng bà ơi giúp con vợ. Chúng ta cũng có thể nói trên trời cao bà hằng ngõ xuống, dưới đất dày con cứ trồng lên. Amen. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng an thế với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, người đã từ trời xuống thế với phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria. Chúng ta lời quan phong Sio Philato, người chịu khổ hình và mai tan, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để tha tùng tôn vinh danh Chúa và hiệu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh người. Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này để tôn vinh danh Chúa. Xin Chúa thương nhận lời hai thanh tông đồ cầu khẩn và ban cho chúng con được sốt trăng cử hành thánh lễ tạ ơn.
chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hư, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng. Cha đã sắp đặt để Thánh Phêrô là người đầu tiên tuyên xưng đức tin, Thánh Phaolô là người làm sáng tỏ đức tin, Thánh Phêrô thiết lập hội thánh tiên thời cho người Israel, Thánh Phaolô là thầy giảng dạy muôn dân. Như vậy các ngài đã dùng đường lối khác biệt để quy tụ một gia đình duy nhất cho Đức Kitô, nên các ngài đang được thế giới ngưỡng mộ và được lành nhân cùng một tiểu tiên vinh quang. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha và không ngừng tung hô rằng: Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con cài xin Chúa dùng âm thanh thần Chúa thanh hoa những vua lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi từ nguyên nộp mình chịu có hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể từng ngày sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, kẻ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hay làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là bầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn hội thánh trong đức men, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con, Đức Cha Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là Maria, mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi lần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Tinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Tinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã trông đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người
với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, vì Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa trong lòng thương tư giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tôi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoài hương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện thị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Thương xót chúng con, lạy tri ân Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, lạy tri ân Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa đi đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đan Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thánh thể bồi dưỡng chúng con, xin dạy chúng con phong trong giáo hội như các Kitô hữu đầu tiên, là chuyên cần tìm hiểu giáo lý các tông đồ và siêng năng tham dự lễ bè bánh, để chúng con yêu mến Chúa hết lòng và nhờ đó được đồng tâm nhất trí với nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người. Kính thưa Cha Chủ Tế, là bề trên của dòng, bề trên giám tịch của dòng Đức Mẹ Hội lên trời, kính thưa quý sơ dòng Đức Mẹ thăm viếng phần Bùi Chu, kính thưa quý chức, kính thưa quý ông bà và toàn thể cộng đoàn đã tham dự thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn cụ Maria của chúng con ngày hôm nay. Được sự ủy thác của gia đình, con xin dâng lời tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha, cảm ơn quý sư, cũng như toàn thể quý khách, quý vị, quý chức, và đặc biệt là Cha Chánh Xứ, mặc dù đang đông nhưng Ngài cũng vẫn yêu ái gửi lời chia buồn qua ban Hội đồng Đồng vụ Giáo Xứ, và xin cảm ơn ca đoàn, các bà mẹ công giáo giáo xứ đã góp lời ca tiếng hát cho thánh lễ hôm nay được thêm phần long trọng. Một lần nữa con thay lời cho gia đình thánh quyến xin cảm ơn Cha, cảm ơn quý sơ và toàn thể quý vị gia đình chúng con, xin cúi đầu bái tạ. Chúng ta hiểu thông trong lúc vui, hiệp thông trong lúc buồn, hiệp thông với những người đã phật về thế giới bên kia. Đây là cái điều tuyệt vời của Kitô giáo của chúng ta. Và xin được chia buồn với gia đình, với những người mà bà Maria yêu quý, chia buồn với những người con ở xa, người cháu, người chắc ở xa, lúc này không về được để nhìn mặt người mẹ lần bà đi lần vậy. Bà sống thanh thoát nên bà đi rất nhanh, thành thạo. Rồi cuộc đời của bà luôn nói bà không muốn làm phiền ai. Vì bà không muốn làm phiền nên chính lúc này bà cũng muốn làm phiền những người con, những người cháu, những người chắc ở thật xa. Khi Covid đến, bà không muốn làm phiền, vì thế cho nên bà được như ý. Thì chúng ta, quý vị ngửa mặt về nhìn về thiên đàng, và quý vị biết, quý vị hiểu thông được với mẹ của mình ở bên thiên đàng. Xin cảm ơn mọi người. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin yên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em được bình an. Tạ ơn Chúa. Con tròn chữ hiếu làm đầu, xin cho gia đình hiệp nhất hòa vui, nuối tiếc bao kỷ niệm thơ ấu, nhớ tiếng mẹ em mãi lời ru.
nặng trời cao, một đời quang gánh nặng vai. Con thiết tha cầu cho mẹ cha được Chúa ban muôn ơn chờ che, khắc ghi suốt đời công ơn mẹ cha. Xin cho nhau lời êm ái chân thành, xin cho nhau lòng bác ái tình sâu. Nhớ thanh gia làng Nazareth, sống khổ nghèo bác ái làm quý bà trong hội các bà mẹ cô giáo và ca đoàn đến để ứng cùng Maria cũng như dân đình cầu nguyện theo thủ bản của ông chồng hội đức. Hội các bà mẹ cô giáo, chúng ta cùng làm nghi thức cho bà. Kính thưa tài quý, chúng tôi là hội các bà mẹ cô giáo giáo xứ Phố Tân cùng ca đoàn. Hôm nay chúng tôi đến đây để gặp với gia đình cùng dâng lời cầu nguyện cho bà. Xin tài quý cho chúng tôi làm nghi thức cho bà, vì nghi thức này dành riêng cho những vị ân nhân và một các bà mẹ công giáo một khi đã qua đời. Đây là dấu ấn của giáo hội, chỉ bà được hưởng ánh sáng vinh phúc nơi Chúa. Tất cả những công lao bà đã làm cho các bà mẹ chúng tôi, vì bà là hội viên cựu của hội, cũng là vị ân nhân, cũng là vị ân nhân của hội các bà mẹ chúng tôi. Giờ đây chúng tôi xin làm nghi thức cho bà. Xin chị phó, xin hai chị phó đeo ưu điểm cho bà. Được tin bà về với Chúa, đó là một hạnh phúc cho bà. Phần chúng tôi còn ở lại dương gian, tin này là một ái tín. Chúng tôi không khỏi xúc động, thương tiếc và buồn sầu. Trong tinh thần huynh đệ, chúng ta vẫn liên lạc với nhau trong Chúa Kitô, trong sự thông công của Hội Thánh. Hôm nay bà về với Chúa, xin bà không ngớt cầu nguyện cho chúng tôi, nhất là cho gia đình thân yêu của bà trong giai đoạn tang khóc này được sáng suốt chấp nhận lệnh của Chúa như một nấc thang đưa đến cùng đích tối hậu là Thiên Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đám ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba nói nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm ru con ngày đêm, nhuận bằng xác hồn tràn lan ơn thiêng. Trong hoàn cảnh này, ngôn ngữ nhân loại không diễn tả hết được những mối tình chất chứa trong lòng chị em chúng tôi đối với bà Maria và quý quyến, nên chúng tôi đã dựng đến những đó đôi này kết thành một tràng hoa, nói lên nhiều ý nghĩa sâu xa hơn điệp lữ của chúng tôi có thể thốt ra. Trước hết, nói lên ý nghĩa đoàn kết khi còn dính trên cây, trăm hoa vẫn liên tục cùng nhau bởi một người sống, mặc dù mỗi cái hương và một tí. Khi đã điều cành, chúng được xuống xích lại với nhau hơn qua những sợi dây buồn lòng chắc chắn giữa bà Maria và cộng đoàn Kitô hữu chúng tôi. Cũng thế, thứ đến hoa là vẻ đẹp thiên nhiên do Chúa sáng tạo, cộng với lao công của con người. Tuy nhiên, phải sống chen chúc giữa gai góc, dịu mưa nắng gió lao,
đã sống đời Kitô hữu như lục sĩ chạy đua nơi vật đồng trường. Nay bà Maria tới đích và đã được Chúa tưởng thưởng vì những công lao khó nhọc trên đường đời. Giờ đây không thành ai tòa, chúng tôi hân hoan dâng lên bà trà hoa nhỏ bé như mũ triều tiên của ngày toàn thắng. Mẹ ơi, trước nhan mẹ con dâng về mẹ một tràng hoa bấm thôi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Lời con tiếng ca hòa dâng lên mẹ hiền, tưởng ngàn hoa thắm tươi xin dâng lên mẹ. Ngày bà Maria bắt đầu sống buồn sống vì Thiên Chúa, Hội Thánh đã đốt lên ngọn lửa, trao phó cho cha mẹ và vũ võ chăm sóc, tức là lo lắng cho bà Maria được Chúa Kitô soi sáng. Đồng thời nhờ Chúa Thánh Linh, bà Maria trở nên ánh sáng cho thế gian. Nay Chúa gọi bà Maria về hầu cận Chúa, bên nhang thánh ngài. Hội Thánh là đêm sẽ sáng như ban ngày, đêm sẽ chiếu soi sự hoan hô, dõi chiếu thanh tẩy bà. Vào thế nào cũng sẽ làm cho linh hồn bà Maria trắng thánh thiện và sáng láng như vậy. Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa cho những cây đèn này dâng lên kinh thánh danh Chúa được cháy căng mừng để pha tan bóng tối sự chết. Cái chết của cụ Maria là một biến cố tự nhiên, nhưng nó cũng mang nặng tính cách thiêng liêng như một dịp lễ. Trong tinh thần Kitô giáo, chúng tôi nhận thấy có bổn phận dâng kinh nguyện, dâng thánh lễ, thì nén hương đây tuy chẳng đáng là bao nhiêu, nhưng từ bản chất thơm tho và làm khói tỏa lên, diễn tả và đạo đạt lên Thiên Chúa uy linh. Con như trầm hương bay lên tới thiên đường, bay lên tới thiên đường, cho lung linh anh nhiệm màu, lên tới thiên đường nhiệm màu. Thiên thà là như cánh và kêu xương, Chúa ơi, Chúa ơi, con hằng trông mong được ở trong nhà người ngày đêm suốt đời con. Lời cầu như trầm hương dâng, ơn Thánh Chúa ra sao dìu con lên tới đỉnh cao. Lời con như trầm hương bay lên tới thiên đường, bay lên tới thiên đường, cho lung linh anh nhiệm màu, lên tới thiên đường nhiệm màu. Thiên thà là như cánh và kêu xương, Chúa ơi, Chúa ơi, lòng con chân thành dâng vinh quang Chúa muôn vàn, không gian mấy tơ vàng đầy cao siêu lễ tôn thờ. Chúa Chi Thánh đã sáng tạo nên trầm hương, xưa Chúa đã nhận lễ tế trầm do cho môn đệ ước sáng với nhiều hương và mộc. Khi bà còn sống, còn sinh hoạt với chị em chúng con, lỡ ai trong chị em chúng con có làm phiền lòng bà điều gì, giờ đây chúng tôi xin nghiêng mình xin lỗi bà. Trong cơn gian nan thiêu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiền vinh sáng lang, hằng Chúa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cảm ơn một các bà mẹ công giáo đã vì tình yêu mến thương đến lớn mẹ em mà đến đây với bút chút thì giờ tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho bà. Gia đình thân cảm ơn và chân thành. Cảm ơn.
lạy Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ êm ái như đông lúa chiều dì dào, tiếng ru bên thềm trăng ta soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ, lời ru mát mát êm như sáo diều giật dơ, nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ yên thương. Mẹ hiền vui sướng biết bao, thương con khuya sớm bao tháng. Kính thưa linh hồn cụ Maria ban tang lễ cùng họ hiếu, đứng trước linh cứu vụ hội đồng hương giáo xứ Duyên Thọ miền Nam cùng anh chị em và con cháu về phía ông bà toàn ni, chúng tôi nhận được tin bà cụ Maria Chúa gọi về. Tôi đại diện cho hội gửi đến gia đình tang quyến lời thăm hỏi và lời chia buồn sâu sắc nhất. Đi vào phần chương trình, tôi xin giới thiệu một vị đại diện cho đoàn lên dâng trầm hương trước bàn thờ Thiên Chúa và linh cữu cụ. Xin kính mời. Tiếp theo tôi xin giới thiệu hai vị lên dâng vòng hoa trước bàn thờ Thiên Chúa và linh cữu cụ. Tiếp theo tôi xin giới thiệu một vị lên làm giờ cầu nguyện. Tôi xin công đoàn cùng hợp ý với đoàn chúng tôi để cầu nguyện cho cụ Thiều Maria. Con và thánh thần. Amen. Cầu xin Chúa thánh thần người thương thắm nghĩa một năm ban xuống cho con lòng ân gian chứa trao rồi cho ban tang lễ
Tôi xin đại diện cho đoàn xin cảm ơn gia đình ban tăng lễ đã dành cho chúng tôi thời gian để mà làm giờ cầu nguyện thật sự xuất sáng. Tôi xin chân thành và cảm ơn. Xin thay mặt cho gia đình, chúng tôi xin cảm ơn tất cả các quý vị trong giáo xứ Duyên Thọ miền Nam đã bỏ trí thời giờ tới dân lễ cầu nguyện thăm quý. Alo. Xin Chúa ban luôn phúc lành chúng cho quý vị. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Thank you.
vĩnh viễn không bao giờ chúng con được thấy mặt mẹ nữa. Xin Chúa ban thêm nhiệm vụ cho chúng con để chúng con trông cậy vào Chúa và chúng con về đây có những tâm huyết tiếng lòng được tâm sự với mẹ chúng con trước khi mẹ chúng con rời bỏ căn nhà thân yêu này.
Thưa mẹ, gia đình Mai Tuấn và hai cháu Thi Minh trình lên mẹ những lời nói cuối cùng của chúng con. Giờ này mẹ hẳn đã thấy rõ tấm lòng của chúng con, nên mọi lời nói đều thừa. Nhưng chúng con cũng muốn thoáng nhìn lại công ơn trời bể của mẹ đối với chúng con. Chúng con không thể nói như nhiều người khác rằng mẹ mình cao sang quyền quý, có danh có vị. Mẹ là một người rất là bình thường như nhiều người phụ nữ khác. Đối với chúng con, mẹ là một người không ai có thể sánh bì. Chính vì mẹ không có của cải danh vọng để mà cho chúng con, nên mẹ đã dành cho chúng con một tình thương vô bờ bến. Từ lúc chúng con mới chào đời, mẹ đã đầu tắt mặt tối chăm lo cho các con, muốn cho chúng con không thiếu gì. So với chúng bạn, mẹ đã thiếu thốn tất cả mọi sự để dành cho chúng con. Muốn cho chúng con không quá khổ cực, mẹ đã thức khuya dậy sớm, lo cho chúng con từng năm này qua năm kia. Mẹ chưa bao giờ mở một lời than vãn rằng vì chúng con mà mẹ đã hy sinh cuộc đời mẹ vì chúng con. Những năm trôi qua, khi chúng con đã lớn và tự lo cho mình, thì mẹ vẫn tiếp tục ưu tư. Mẹ không bao giờ nghĩ rằng chúng con phải làm gì cho mẹ, mà mẹ chỉ nghĩ rằng mẹ còn làm được gì cho chúng con. Mặc dù sức khỏe của mẹ không còn cho phép mẹ làm gì nữa, điều chúng con không thể nào không nhìn thấy, ấy là hàng ngày mẹ xem lễ lần chuỗi mân côi và thường xuyên cầu nguyện cho chúng con. Chúng con biết rằng đôi khi qua sự nguội lặn của chúng con mà Chúa và mẹ Maria vẫn ban tràn đầy phúc lành cho gia đình mình, thì đó là nhờ lời cầu xin không mệt mỏi của mẹ. Và qua đó, mẹ đã dạy cho chúng con biết tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Chúa và mẹ Maria. Thưa mẹ, giờ này mẹ đã về với Chúa, là đấng mà mẹ đã đặt hết niềm cậy trông suốt đời. Chúng con biết rằng mẹ không còn khổ cực cho chính mình nữa, nhưng chúng con không thể nào không cảm thấy sự mất mát, không gì bù đắp được. Đó là tình thương của mẹ dành cho mỗi mỗi đứa con của mình.
dù chúng có đến tuổi nào đi nữa, mẹ ơi, giờ phút này chúng con thấy rõ hơn bao giờ hết là chúng con không có thể hiểu hết tấm lòng của mẹ đối với chúng con. Có lẽ mong ước cuối cùng của mẹ là những đứa con của mình biết thương yêu nhau như mẹ đã yêu thương chúng con. Chúng con hứa với mẹ là sẽ không phụ lòng mẹ, và đó là điều duy nhất mà chúng con còn có thể làm để trọn chữ hiếu cho mẹ. Thưa mẹ, trong bao năm trời, mẹ chỉ có hai tình yêu, đó là yêu Chúa và yêu chúng con. Chúng con cầu xin Chúa và mẹ Maria đón mẹ về bên người, để đền bù bao nhiêu điều mà chúng con sẽ mãi mãi không thể nào làm được cho mẹ. Và giờ đây, chúng con từ biệt hình hài mẹ, để rước mẹ vào tâm hồn của chúng con. Chúng con sẽ giữ mãi hình ảnh của mẹ, cho đến ngày gặp lại mẹ trong tình yêu phục sinh của Chúa Kitô. Chúng con xin cúi đầu chào mẹ. Gia đình con Tuyết Hùng xin vĩnh biệt mẹ. Nhớ mẹ, chúng con chỉ biết dâng lời cầu nguyện và xin lễ cho mẹ. Mẹ về với Chúa, nhớ cầu bầu cùng Chúa cho gia đình con. Mẹ ơi, gia đình con là Tùng Lan, các con và các cháu kính chào mẹ. Mẹ đã được Chúa gọi về cùng mẹ đã được Chúa gọi về. Giờ đây chúng con không biết gì hơn là chỉ biết cầu nguyện và cầu xin Chúa cho mẹ sớm được về nơi đời sống vĩnh cửu Chúa trên thiên đàng. Mẹ về cùng với Chúa thì xin mẹ cũng cầu bầu cùng Chúa cho chúng con sống ở thế gian này, để sống sao mà xứng đáng để làm đẹp lòng Chúa nhiều hơn. Gia đình con kính chào, gia đình con và các cháu, các chắc kính chào mẹ. Mẹ yêu, gia đình con là Hương Quyên và bé Bi. Ngày mẹ được Chúa gọi về lúc 2 giờ thứ 6, con thấy đó là sự sắp đặt của Chúa quan phòng. Mẹ ra đi trong bình an rộng lớn. Mẹ đi vào đời 95 năm do tình thương của Chúa. Hôm nay lại thanh thản về với tình thương viên miễn. Mẹ ra đi như chưa bao giờ mất đi. Mẹ vẫn sống thênh thang trong tình nhân lành của Thiên Chúa, đứng cứu độ mà mẹ đã hàng bao năm mong đợi. Chúng con rất nhớ và yêu mẹ nhiều lắm. Bao nhiêu ký ức ùa về, buồn, vui, sướng, khổ, lúc nào mẹ cũng hành trình với chúng con. Giờ mẹ được Chúa gọi về, xin Chúa, mẹ Maria, thánh cả Giuse tha thứ mọi lỗi lầm và cho linh hồn Maria mẹ con sớm được về hưởng phúc trường sinh. Xin vĩnh biệt mẹ yêu, hôn mẹ. Kính chào mẹ, con là Oanh và các cháu. Mẹ đã được Chúa gọi về. Mẹ ra đi trong hân hoan và bình an mà Thiên Chúa đã ban cho mẹ. Chúng con cảm ơn mẹ rất là nhiều đã nuôi dạy chúng con khôn lớn và trưởng thành trong suốt cuộc đời mà bố đã về với Chúa.
Giờ đây bố mẹ đã được đoàn tụ trong nhà Chúa. Chúng con không còn mẹ nữa, nhưng con tin chắc rằng mẹ luôn ở bên cạnh chúng con và các cháu. Mẹ nhớ cầu nguyện cho chúng con và các cháu luôn sống trong đời sống đức tin và hết lòng thờ phượng Chúa và mẹ Maria. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho bố mẹ. Con và các cháu kính chào mẹ. Mẹ ơi, con là Toàn ở Mỹ về thăm mẹ đây. Con yêu mến mẹ. Mẹ là người mẹ đạo đức, đầy lòng yêu thương và khiêm nhường nhân ái. Để chúng con học hỏi và noi theo mẹ. Mỗi tuần con đưa cả gia đình đi lễ, chỉ cầu nguyện xin Chúa gìn giữ mẹ và mọi người được khỏe mạnh. Đợi hết dịch Covid chấm dứt, con sẽ đưa hai cháu và mẹ và vợ con về thăm mẹ. Mới tuần trước đây, con, vợ con và hai cháu trò chuyện với mẹ qua iPhone. Hai bác nhìn thấy mẹ khỏe mạnh, chúng con rất mừng. Nhưng giờ đây, Chúa đã gọi mẹ về. Xin mẹ phù hộ cho gia đình chúng con và hai cháu. Hình ảnh sinh hoạt của bố mẹ dành cho con và hai cháu lúc nào cũng ở trong tâm của con. Nụ hôn lần cuối cách đây 4 năm con hôn mẹ trước khi về Mỹ luôn luôn ở trong tâm của con, tất cả những tình thương và những gì mà bố mẹ dành cho con luôn luôn ở trong tâm hồn con. Lần cuối cùng con xin tạm biệt mẹ. Chào mẹ. Mẹ ơi, con là Ni, con dâu mẹ đây. Con rất buồn khi nghe tin mẹ đã ra đi về với Chúa. Mẹ ơi, con đã rất hạnh phúc khi được là con dâu mẹ. Mẹ luôn yêu thương và dạy dỗ con như con đẻ của mẹ, không phân biệt con dâu hay con gái. Con thật là có lỗi với mẹ vì phận dâu con. Đáng ra con phải bên mẹ, chăm sóc mẹ những ngày cuối đời, nhưng con đã không làm được. Con còn hứa với mẹ là sẽ đưa cháu Vincent, Linda về thăm mẹ, nhưng cũng chưa thực hiện được lời hứa. Con rất ân hận mẹ ạ. Mẹ tha lỗi cho con mẹ nhá. Giờ đây mẹ đã ra đi, chúng con lại không về gặp mẹ lần cuối được. Giờ đây mẹ đã ra đi, chúng con lại không về gặp mẹ lần cuối được. Mẹ hãy tha lỗi cho chúng con nhá. Chúng con bên này chỉ biết cầu nguyện cho linh hồn mẹ sớm về hưởng nhan Thánh Chúa. Con rất thương mẹ, yêu quý mẹ và luôn tôn kính mẹ, biết ơn mẹ. Con xin vĩnh biệt mẹ. Vincent, cháu nội của bà đây. Mới hôm nay con buồn và nhớ bà làm vì con. Chúa về để gặp bà thì bà đã bỏ con về với Chúa rồi. Mỗi lần con gọi phone nói chuyện với bà luôn nhắc con phải ngoan, chú khóc. Con khóa với bọn bà, con sẽ cố gắng. Con rất thương bà và luôn nhớ bà
và ở trên thiên đường xin phù hộ cho con, cho gia đình con, cho các bác, các cho cô chú, các anh chị em con chào bà, tạm biệt bà. Chúng con kính chào mẹ. Vợ chồng con là Châu Hương. Nghe tin mẹ được Chúa gọi về, vợ chồng con rất lấy làm vui, buồn và thương tiếc. Vui vì mẹ đã được về với Chúa trên cõi hằng sống. Buồn là vì chúng con từ nay đã mất mẹ, mất đi tình yêu thương, dạy dỗ và chở che, lòng hy sinh của mẹ cho chị em chúng con. Mẹ ơi, chúng con rất thương yêu mẹ, chỉ biết nguyện cầu xin Chúa toàn năng sớm đưa linh hồn Maria về trên cõi hằng sống. Mẹ trên thiên quốc, mẹ trên thiên quốc, xin soi sáng chúng con được giữ đạo Chúa cho nên. Xin chị em chúng con càng yêu thương quý mến nhau. Vợ chồng con kính tiễn mẹ. Mẹ ơi, con là Hương, vợ của ông Châu. Mẹ ơi, con thương nhớ mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Con nhớ những lúc con làm cho mẹ buồn, vì thì xin mẹ tha thứ cho chúng con. Mẹ ơi, mẹ ơi, chúng con cảm ơn mẹ. Mẹ đã lo cho chúng con, mẹ dạy dỗ chúng con. Giờ này mẹ bỏ chúng con. Mẹ bỏ chúng con. Nói. Mẹ ơi, mẹ về với Chúa, mẹ cầu nguyện cho chúng con, anh chị em chúng con thương yêu nhau và biết sống đẹp lòng Chúa. Con xin cảm tạ, bái tạ ơn mẹ. Con xin chào mẹ, vĩnh biệt mẹ. Chào mẹ. Thưa mẹ, gia đình Mai Tuấn và hai cháu Thi Minh trình lên mẹ những lời nói cuối cùng của chúng con. Giờ này mẹ hẳn đã thấy rõ tấm lòng của chúng con, nên mọi lời nói đều thừa. Nhưng chúng con cũng muốn thoáng nhìn lại công ơn trời bề của mẹ đối với chúng con. Chúng con không thể nói như nhiều người khác rằng mẹ mình cao sang quyền quý, có danh có vị. Mẹ là một người rất là bình thường như nhiều người phụ nữ khác. Đối với chúng con, mẹ là một người không ai có thể sánh bì. Chính vì mẹ không có của cải danh vọng để mà cho chúng con, nên mẹ đã dành cho chúng con một tình thương vô bờ bến. Từ lúc chúng con mới chào đời, mẹ đã đầu tắt mặt tối chăm lo cho các con, muốn cho chúng con không thiếu gì. So với chúng bạn, mẹ đã thiếu thốn tất cả mọi sự để dành cho chúng con. Muốn cho chúng con không quá khổ cực, mẹ đã thức khuya dậy sớm, lo cho chúng con từng năm này qua năm kia. Mẹ chưa bao giờ mở một lời than vãn rằng vì chúng con mà mẹ đã hy sinh cuộc đời mẹ vì chúng con. Những năm trôi qua, khi chúng con đã lớn và tự lo cho mình, thì mẹ vẫn tiếp tục ưu tư. Mẹ không bao giờ nghĩ rằng chúng con phải làm gì cho mẹ,
mà mẹ chỉ nghĩ rằng mẹ còn làm được gì cho chúng con. Mặc dù sức khỏe của mẹ không còn cho phép mẹ làm gì nữa, điều chúng con không thể nào không nhìn thấy ấy là hàng ngày mẹ xem lễ lần chuỗi Mân Côi và thường xuyên cầu nguyện cho chúng con. Chúng con biết rằng đôi khi qua sự nguội lặn của chúng con mà Chúa và mẹ Maria vẫn ban tràn đầy phúc lành cho gia đình mình, thì đó là nhờ lời cầu xin không mệt mỏi của mẹ. Và qua đó, mẹ đã dạy cho chúng con biết tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Chúa và mẹ Maria. Thưa mẹ, giờ này mẹ đã về với Chúa, là đấng mà mẹ đã đặt hết niềm cậy trong suốt đời. Chúng con biết rằng mẹ không còn khổ cực cho chính mình nữa, nhưng chúng con không thể nào không cảm thấy sự mất mát, không gì bù đắp được. Đó là tình thương của mẹ dành cho mỗi đứa con của mình. Dù chúng có đến tuổi nào đi nữa, mẹ ơi, giờ phút này chúng con thấy rõ hơn bao giờ hết là chúng con không có thể hiểu hết tấm lòng của mẹ đối với chúng con. Có lẽ mong ước cuối cùng của mẹ là những đứa con của mình biết thương yêu nhau như mẹ đã yêu thương chúng con. Chúng con hứa với mẹ là sẽ không phụ lòng mẹ, và đó là điều duy nhất mà chúng con còn có thể làm để trọn chữ hiếu cho mẹ. Thưa mẹ, trong bao năm trời, mẹ chỉ có hai tình yêu, đó là yêu Chúa và yêu chúng con. Chúng con cầu xin Chúa và mẹ Maria đón mẹ về bên người, để đền bù bao nhiêu điều mà chúng con sẽ mãi mãi không thể nào làm được cho mẹ. Và giờ đây, chúng con từ biệt hình hài mẹ, để rước mẹ vào tâm hồn của chúng con. Chúng con sẽ giữ mãi hình ảnh của mẹ cho đến ngày gặp lại mẹ trong tình yêu phục sinh của Chúa Kitô. Chúng con xin cúi đầu chào mẹ.
quý là quý một bà chị em chúng ta là khi nghi thức và đọc qua thì lại còn việc đặc biệt cho cụ bà Maria. Xin mời cộng đoàn chúng ta mở trang 21 trong cuốn sách Niềm tin và hy vọng. Trang 21. Nhìn Cha và Con và Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em và cùng nhau. Kính thưa gia đình thân quý, kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô cho chúng ta biết rằng nếu tân xét là ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất thì một khi bị phá hủy đi theo thánh ý của Thiên Chúa, chúng ta vẫn có một nơi ở trên trời. Không phải do tay người làm ra nhưng do Thiên Chúa. Đó là ngôi nhà vĩnh cửu mà chúng ta nay cũng về trở về với Chúa. Với niềm tin yêu và nguyện cảm tạ, chúng ta phó dân cho linh hồn cụ bà Maria trong bàn tay từ ái. Không có yếu gì, tôi không còn e sợ nỗi gì. Ngài cho tôi nghỉ ngơi trong đồng cỏ xanh tươi. Ngài đưa tôi đến mé nước thành thơi. Ngài bổ dưỡng linh hồn tôi. Ngài dẫn dắt tôi qua đường chính nghèo ngay vì danh Ngài. Chúa khoan nhân là mộng từ tôi không còn thiếu gì, tôi không còn e sợ nỗi gì. Kính thưa các bạn, chị em, giữa cơn thử thách này, chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giêsu Kitô là đứng cam lòng gánh chịu bao đau khổ của chúng ta. Chúng ta hãy tha thiết nguyện cầu. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Ước gì chúng con nhớ mãi hình ảnh tốt đẹp của cụ bà Maria và hy vọng chắc chắn có ngày gặp lại nhau trong nhà Chúa muôn đời. Chúng con nài xin Chúa. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, đã đến lúc cụ bà Maria tự giả căn nhà này, bỏ lại bao người thân đang đau khổ. Xin cho chúng con giữ mãi hình ảnh trìu mến của cụ bà Maria. Xin đừng để chúng con như những người ngậm đắng nuốt cay vì mất mát, hay như những kẻ chỉ nuối tiếc chuyện xa xưa. Soi những ai ngồi trong bóng tối tự thần, xin người dẫn chúng ta bước vào đường nẻo bình an. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Nguyện xin Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Tiếp theo là chúng ta rước linh cữu của bà Maria đến nhà thờ. Xin đừng tiếc nuối làm chi.
lóc sầu bi. Vì nay tôi hết cuộc sống dương gian, tôi hết ngày tháng lo toan để vào một đời sống mới. Xin cầu Chúa xót phận tôi, xin người chớ chấp tội tôi, để tôi đi tới tòa Chúa uy linh, xem xét tội phúc công minh, hướng ban hạnh phúc thiên đình. Bao tháng ngày vất vả nơi dương gian, khi chia vui khi buồn cùng nhau sánh vai. Giờ lìa cái bao đớn đau, tạm biệt nhé mong tái ngộ ân tình trong kiếp sau. Xin đừng tiếc nuối làm chi, xin đừng khóc lóc sầu bi. Vì nay tôi hết cuộc sống dương gian, tôi hết ngày tháng lo toan để vào một đời sống mới. Xin cầu Chúa xót phận tôi, xin người chớ chấp tội tôi, để tôi đi tới tòa Chúa uy linh, xem xét tội phúc công minh, hướng ban hạnh phúc thiên đình. Xin chờ bờ vô và thân thường.
Để đề nghị đại sứ và trẻ đại sứ của công đã đến chúng ta nguyện là đưa quý cha và đền chúa cái điều là ta biến và Maria. Cách đây 4 năm chúng ta có một cái đây để tổ chức một lễ tưởng thọ để tạ ơn cho hoàng phụ Maria. Và qua câu chuyện chúng ta cũng hứa là sẽ có lẽ là để mừng tuổi thọ cao hơn và ngày hôm nay chính là ngày đó mà Maria chúa họ để chờ khi mà chấm dứt tuổi đời ra ngày ở tuổi 95 mình đã biết là bước qua cái này với quốc gia thời gian nó đến được và bước qua bước tuổi đời đời với quốc gia thời gian khác là chứng kiến là công tận đây chính là niềm tin chúng ta mà Thiên Chúa là cha yêu thương chúng ta mà qua Đức Giêsu cái đến hành trang này để đổ chúng ta và tin chắc chắn điều đó là Ngài đưa chúng ta đi qua đường gọi trở theo thông qua này để hướng phúc đời đời. Chúng ta cùng xin vui với cùng lòng Maria và như thế này có thể tạ ơn trong một lời già 95 năm cũng là bao nhiêu là công phúc cả đời thế là người mẹ người chăm sóc là cô già rất là tốt đẹp rất là thánh thiện. Chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa và đồng thời có thể cho bạn cháu được vui mừng ngàn thánh Chúa và cho một cháu con cháu ở nơi bây giờ thì những bệ không đủ để được con giúp của nó cùng chính với và biết với bạn con đức tin con lời cầu nguyện và biết là người kia sẽ được sự phục. Thank you.
Chính vì thầy đã hơn lên đường, Chúa Giêsu lên đường, người ngồi xuống và các môn đệ đến gần người, người mờ nhìn nhảy bỏ rằng: Hôm nay ai có tấm lòng nghèo khó thì nước trời là của họ. Hôm nay ai đau đớn thì họ sẽ được an ủi. Hôm nay ai hiền lành thì họ sẽ được đặt làm cơ nghiệp. Hôm nay ai gọi các sự công chính thì họ sẽ được bao phủ. Hôm nay ai cũng thương xót thì họ sẽ được xót thương. Hôm nay ai có lòng trong sạch thì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Hôm nay ai kính tạo hòa bình thì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Hôm nay ai bị bách hại vì sự công chính thì nước trời là của họ. Hầu cho các con, khi người ta ăn được bắt ở các con, vì vậy họ vu oan cho các con cùng mọi người sầu. Hãy vui mừng hoan hỉ vì phần thưởng sung mãn dành cho các con ở trên trời. Đó là lời Chúa. Chúng ta đã được ghi tên vào công dân nước trời
những thứ số khi mà nó dần ra rồi và những ý tạo hòa bình và chấp nhận những vô tâm thứ thất trong đời số là người nhân là mỗi đạt đủ tư tưởng chỉ để một trong những nơi còn cụ Maria đã đi mọi thời gian này và những đứa bảo hỗ trợ những đứa bảo hỗ trợ thương gian lẽ là chúng ta có thể xử lý điều nào chưa như nào để làm sự sốt thương nhưng mà hơn những người hơn công ty được là không cho họ ở đây nhưng mà chúng ta vui mừng để bởi vì ta đang nghĩ bạn đi đi bạn đi vào đất trời là nước cũng có nước nào tốt đẹp hơn là một cái đất nước mà nơi đó cũng nhận thương cho những người công chúng là tất cả chúng ta cần sẽ tôi hôm nay đến từ thế chỗ của Maria duyên đã được rất nhiều là chỉ là linh pháp tôi có thời gian ngắn vừa pháp nhỏ và tôi đã biết nhau tôi duyên là tôi đã đến bạn tương đối là cá nhân để mình đã biết được là đã là vì anh cùng ta cũng có mẹ già chị Lan cũng có mẹ già và tôi cũng có mẹ già như nhà về ý tưởng sống đạo đức, về sống tiêu dùng và tính mạng.
nhân dân không chỉ là chúng ta thế, chúng ta vừa tuyên bố Kitô thì cũng đã có cái chết rồi bổ sung và sống với Chúa trong nhà cha chúng ta thì lúc giờ là của họ, thì lúc giờ là của bà Maria, thì lúc giờ là của mỗi người chúng ta đều. Từ bình độ bình chiêu cố định người còn may mắn ta.
Chúng con những
xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa, xin nói với ba câu hội thánh từ miền Nam và đồng nhất theo thánh tin Chúa. Chúa hầu sông và hiệu trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Xin được Chúa cho sống lại với những người.
Chúng con cũng xin chân thành cảm ơn cha Kinh Sư Vô Tâm đã tạo mọi
đừng điên thân lơ cho đang nếu chúng con kịp tổ thể là ta của mẹ chúng con. Chúng con chân thành cảm tạ các thánh sứ quý cha giáo sư Bùi Chu giáo phận Xuân Lộc. Chúng con chân thành tri ân cảm tạ quý cha Tổng Thế, quý cha Bể Thiên Các Hồ Trọng Camilo Claret, đặc biệt cha Bể Thiên Giang Tỉnh Giáo Đức Mẹ Lên Trời, quý Bể Thiên, quý Sơ, quý Hồ Trọng Nữ, Đức Mẹ Học Kiến Bùi Chu. Chúng tôi chân thành cảm tạ quý chức hội đồng giám mục ở vị mục vụ giáo sư Vũ Văn, đặc biệt giáo họ ra ông đồ, các giáo họ, các hội đoàn, các ca đoàn, các bà mẹ công giáo, các đoàn bồ đê hành, ban giáo và các ban ngành của giáo sứ Bùi Chu Sư Lộc, ban thị viện giáo sứ Bùi Chu Sư Lộc, ban giáo các sứ viên họ, ban giám đốc các công ty liên hệ của các con cháu và cụ. Chúng tôi rất là cảm ơn quý gia đình thông gia, thân bằng quyến thuộc, quý thân hữu các con cháu của bà, chính quyền địa phương các lớp và khu xóm liên hệ đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi tổ chức tang lễ. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng nhân hậu tuân đổ ơn phúc trên các cha, quý tu sĩ và toàn thể quý vị. Trong lúc tổ chức tang lễ không chứng khỏi nhiều thiếu sót, xin quý vị kính chấp gia đình chúng con xin cúi đầu cảm tạ và tri ân. Trên
con đường về quê mà vắng bóng mẹ. Con biết cậy vào ai, biết nương nhờ ai. Trên con đường về quê mà vắng bóng mẹ. Con biết cậy vào ai, biết nương nhờ ai. Trời đêm vắng sao, sương về đường xa thăm thẳm khuất bóng quê. Con băn khoăn đưa mắt trông tìm đây đó, có ai bạn đường cùng đi khói lo. Mẹ ơi bóng đêm rung rợn, vực sâu đang gầm dưới đá rung. Con lao đao sắp ngã trên đường nguy khốn, đoái thương con cùng mẹ đấng chi tôn. Và giờ đây con sẽ làm nghi thức tiễn biệt để xin Chúa thương xót và tôi đã được nhà.
Chúa. Giờ này con mời mọi người chúng ta cùng xô sắn để cùng tham dự nghi thức này. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa, con ở dưới cửa sau kêu lên Chúa.
Thiên Chúa, công y phạt vì những việc ta làm, để như ở dưới thế, đức tin chân thật đã liên kết tôi cơ Chúa với công đoàn tin hữu. Thì trên trời, lòng thương xót của Chúa cũng làm cho tôi cơ Chúa được nhập đoàn với các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho cụ bà Maria được nhi yên muôn đời. Là cho ánh sáng ngàn thu chiếu so trên linh hồn Maria. Cùng thương nơi ngài, con hy vọng vào ngài, đời con như mong Chúa thôi. Con xin chào về Chúa. Cất bụi hương.
lo toan trong cuộc đời, bao năm lênh đênh trên dòng đời, nào có biết, nào có biết đâu giờ đây ta trở về cát bụi hư vô. Ta trở về cát bụi hư vô. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua, trần thế hao huyền, nhân chiếm con trong mê đắm phù hoa. Hôm nào ra đi vinh nghiệp đời, tâm tư an vui hay ngậm ngùi, tình yêu Chúa, tình yêu mến nhau ngày qua sẽ dư phần phúc lộc cho ta, sẽ dư phần phúc lộc cho ta. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua, tình Chúa kêu mời mà hồn con như quên lãng từ lâu. Vinh hoa dương gian chút bụi mờ, một cơn gió thoáng mà thôi, tiên đường người xuất phận đơn côi, tiên đường người xuất phận đơn côi. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Tháng năm qua, mộng ước tương lai đã làm con xa Thiên Chúa tình yêu. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua, trần thế hao huyền, nhận chiếm con trong mê đắm phù hoa. Thương người đã dưỡng dục con,
ơn phần bụi đất, dù cho bao xuân trên dương gian. Rồi hôm nay đơn côi ra đi, trở về bụi đất. Trong đêm trường nhắc cho người tiếp sống mong thương người đã dưỡng dục con.